Con ơi. Ơi, cho con tô bún riêu nha con. Rồi rồi, con ngồi đây giúp cô nha. Đợi con xin lỗi cô xíu nha. Rồi, cô gửi nè. Ngoài đây. Cô có một hương vị rất là đặc biệt, làm con nhớ tới một người đã từng nấu cho con ăn, mà bây giờ người đó lại không còn trên đời này nữa. Ai vậy con? Đó chính là mẹ con. Cảm xúc của anh Nghĩa như thế nào ạ? Xin mời anh. Con hát hay, con có gương mặt sáng sân khấu, nhưng mà chú Nghĩa cứ cảm giác là nó bị thiếu thiếu một cái gì đó. Chắc có lẽ là cảm xúc. Chắc là nhiều khi con còn nhỏ quá, con không có phải qua những cái ngày khó khăn gian khổ, cho nên là con chưa có cái hồn, cái cảm xúc trong cái bài hát này.
Ngay cả cái đầu tiên khi con thoại với cái người mẹ đó, chú Nghĩa đã thấy nó chưa có vô rồi. Cho nên là phải chi, nếu như mà nhìn thấy được ở con cái khả năng thoại nó còn hạn chế đó, thì mình bớt cho con thoại lại. Ví dụ mình cầm, mình diễn rồi mình hát thấy thế nào đó, để mình che đi những cái phần nào còn hạn chế thiếu sót của con. Lần sau rút kinh nghiệm, đừng có con đừng nói gì trơn trọi á. Mẹ gánh ngang vậy đó, cái nhìn theo cái bà bản gánh, thấy không? Nhớ mẹ mình cái hát, hiểu không? Hát xong cái bà gánh về, bà con dẫn thêm đứa con nữa. Trời ơi, cậu đi cái con dòm theo vậy là rớt nước mắt rồi nha con. Mình có được đi tiếp hay có đoạt giải hay không, không có quan trọng. Nhưng mà đây là những ngày tháng nó sẽ đem lại cho tụi con rất là nhiều kỷ niệm rất là đẹp. Con đồng ý với cô không? Đó, còn về cái phần cảm xúc á, đó là một con đường còn rất là dài. Bởi vì tuổi của tụi con còn nhỏ quá mà, phải hiểu hết về cái tình cảm nè. Mà bỏ tình cảm qua một bên rồi phải biết diễn xuất nè, thì mới có thể tròn được những cái tiết mục này một hoàn hảo 100%. Nhưng mà chỉ để nói về cái phần hát thôi á, từ đầu cho tới đuôi đi ngọt ngào như vậy là cô cũng cảm thấy cũng là một lời khen rồi. Cho nên cô chúc mừng con nha Mai Anh. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Ngay bây giờ tiếp theo sẽ có điều gì hấp dẫn, xin mời tất cả quý vị cùng khám phá. Xin mời. Cốc ổi mía ghim không? Anh cốc ổi mía ghim không? Anh chị ơi, cốc ổi mía ghim anh chị ơi. Ủa? Chị Bầu. Ừ. Chị Bầu. Chị Lộc Bầu. Ủa em kêu chị hả? Chứ không lẽ em kêu ai? Ôi chị tưởng đâu là em kêu kêu chị Bầu tưởng tự kêu em á chứ. Trời ơi thôi đi, ngày xưa em kêu chị là bà Bầu chị không chịu, nó kêu chị Bầu đi cho trẻ. Thì đúng rồi, chị lúc nào mà không trẻ như gái 18. Thôi đi, bây giờ làm bộ lơ em phải không? Có đâu, người trong nhà không mà. Thôi lo buôn bán chị đi. Ê, nha. Chị, nó nghe nè, hỏi cái này một cái. Ừ. Sắp diễn rồi. Đủ hết rồi. Bữa nay ca sĩ không có... ai bệnh luôn. Thấy thương quá à. Hỏi có một câu hỏi hoài luôn á. Ráng sanh nở xong đi chị cho lên sân khấu. Lúc đó nhớ hứa nha. Mai nguyên bộ đồ đẹp cho lên sân khấu lỏng lẫy luôn. Nhớ nha, em mà đi hát lại là nhớ tặng bộ đồ đẹp đó nha. Đứa nào nói mà không làm bà bắn. Rồi. Dạ, bán đi nha. Bán xong rồi em chạy vô hậu trường lên nước lo cho nước mọi người liền. Ừ. Rồi, biết rồi. Ai cốc ổi mới ghi mồm. Ai cốc ổi mía ghim không? Bầu ơi, Bầu ơi. À, quên nữa, à, thằng Tuấn Dũng tới chưa? Tuấn Dũng tới chưa? Em không biết, ơi. Để em vô em coi. Chết tôi rồi. Bầu. Cái gì? Hả? Trời đất ơi, tới hoài vậy cưng. Bữa nay là live show của Tuấn Dũng mà cưng tới đây rồi, đâu có chỗ cho cưng hát. Nè, nói nghe nè, muốn hát cũng được nữa. Ngày mai không có live show, cứ tới đi. Chưa có nghệ sĩ tới cái tôi lót lên cho hát. Chịu không? Nha. Mà cho tôi hát đi bà Bầu. Thôi, ngày mai tới thì tôi cho hát vậy nha. Rồi, cái đã. Đủ hết rồi. Ừ. Đủ hết rồi đó. Lo buôn bán rồi vô lo nước nghe chưa? Mấy đứa đâu rồi, chuẩn bị mở màn cho live show Tuấn Dũng nè. Thôi, không có gì phải buồn hết trơn á. Bà dễ thương lắm. Cứ ngày nào cũng tới xin đi. Có bữa có gì á thì bà cho một cơ hội lên hát. Không có sao hết trơn á, bà dễ thương lắm. Bữa nay em với hai đứa đệ tử tới đây tính xin bà Bầu hát. Vậy á hả? Mà bà không cho hai đứa nhỏ đứng ngoài nắng quá trời. Thôi, không sao, đừng buồn chị nha. Nhìn dạ. Chị vậy thôi, tại công việc bận bịu quá. Ngày xưa là chị cũng là ca sĩ đó chứ bộ. Dạ chị. Chị là đàn hát chính luôn á. Nói chứ là chị có bầu xong rồi á, bà nói thôi kệ, có bầu thì nghỉ dưỡng sức đi. Chừng nào đẻ xong á chị cho hát lại, dễ thương lắm. Dạ. Không có gì phải buồn, không có gì phải bỏ cuộc hết trơn á em. Nếu mà em đam mê hát đúng không? Mình dạ. Chưa có cơ hội thì mình cứ tiếp tục đam mê đi, rồi mà tiếp tục mình ước mơ sau này mình sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng đi. Rồi sẽ có một ngày cơ hội đến với em một cái là bùng lên liền, hiểu không? Không có sao hết trơn á. Dạ. Thôi, giờ chuẩn bị diễn rồi chị vô chị lo nước nồi bên trong nha. Dạ. Nha, không có sao không có buồn nghe không? Dạ. Ừ. Khi bức màn buông, danh vọng hết, người về lòng ru sạch sầu thương. Người giàu cười áo lao son phân, trả lại vinh quang lầm ngầm. Con chào thầy. Con chào thầy. À, hai đứa con vô rồi hả? Dạ. À, nãy giờ đứng ngoài kia có nắng không nè? Dạ không.
không? Dạ, dạ không. À, con nhớ cái bài mà thầy dạy cho hai đứa con hát không? Dạ. Cái bài đó thầy thích lắm. Hai đứa phải ráng hát cho hay vô nghe không? Bây giờ hai đứa đứng ở đây, thầy ra ngoài kia mua nước cho hai đứa uống. Nhớ tập cái bài đó cho hay cho thầy nghe chưa? Dạ. Nhớ nghe không con? Dạ. Nha, thầy đi nha, chờ chút nha. Bạn hát trước đi. Bạn hát trước đi. Thôi, bạn hát trước đi. Rồi thì mình hát nghe. Hát nữa đi. Chị. Trời đất ơi, hồi nãy gặp mà quên. Thì nói thiệt nghe, bây giờ cưng ngủ đi, sáng ngày mai cưng nổi tiếng liền.
Dạ bà Bầu. Hôm nay tự nhiên cái mặt cưng hào quang sáng chói luôn. Dạ cảm ơn bà Bầu. Cô với điều kiện nè. Dạ. Tối nay hát chung hai nhóc này đi, nổi tiếng liền luôn. Hát dạ được chị. Được không? Được, dạ được bà Bầu. Rồi vậy là chị, tôi nhận chị, nha. Vậy ảnh là hát chung tới 4 đứa lận á chị. Đâu 4 đứa? Hai đứa này với em với con em nữa chị. Kèm hát kèm hát thân lắm á, em với ảnh là thân lắm á. Dẹo. Xanh nở xong đi chị cho Linh hát thôi. Dạ. Hát một câu thôi, hát một câu xíu thôi, đứng trong cánh gà hát một câu xíu thôi à. Được không? Dạ được. Được hả? Thử rồi, thử rồi, thử rồi. Hả? Nhưng mà mình hát vậy luôn hả, hay là mình hát cho không khí tươi vui không? Không có được. Không trời được đất hả? Ơi, hát được đi rồi mở màn này nọ vui tươi thì tôi mới cho được chứ. Chứ buồn buồn, đừng nói tôi hát lại bài nãy à, buồn lắm tôi cũng chịu à. Không, em hát nhạc vui, nhạc vui, nhạc vui. Vui không? Nè bà Bầu nghe nè, vô nè. Thôi thử nha. Hát nữa đi em, lấy mình chăng tô đẹp má hồng. Hát nữa đi anh, dù buồn vui cay đắng mặn nồng. Hát nữa đi anh, mỗi bước dài nối liền tương lai. Rồi ngày mai ước mơ trong đời đường đi hoa nở xanh vai thuyền bờ. Vô thái độ mở màn vô live show. Yeah. Dẫn lên, dẫn lên. Hay quá, hay quá cục cưng. Một lần nữa xin được dành một tràng hỗ trợ thật lớn cho Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Cảm ơn Minh Lộc rất là nhiều vì đã hỗ trợ cho tiết mục này. Một tràng hỗ tay nữa cho nghệ sĩ Minh Lộc. Bây giờ tụi con phải đứng đây để lắng nghe ý kiến của tất cả các huấn luyện viên còn lại ha. Cô Hoàng Minh Di, xin mời cô. Đây là một cái tiết mục mà cô cảm thấy các con biểu diễn xuất sắc và hay nhất từ trước đến giờ của các con luôn á. Sao xuyến kinh khủng. Bình thường là cô đã rất là hay khen Quốc Linh rồi. Bởi vì giọng hát của Quốc Linh nó ấm áp mà nó mộc mạc mà nó chạm thẳng đến trái tim của cô Hòa luôn. Nhưng mà ngày hôm nay cô muốn dành lời khen nhiều hơn cho Quỳnh Nhi. Con hát bài này quá hay. Cô Hòa dành mọi lời khen tuyệt vời nhất dành đến cho hai con trong tiết mục này. Cảm ơn cô. Đối với cặp đôi huấn luyện viên chị Khả Như và anh Thanh Duy như thế nào ạ? Xin mời. Các con hát hay và tự tin, cái sự bản lĩnh của các con cũng như cái sự dẫn dắt của chú Trung, cô Nhi làm cho tụi con cảm thấy trưởng thành hơn rất là nhiều. Và cô mong rằng cái bản lĩnh của tụi con cộng với cái khả năng của tụi con sẽ làm cho tụi con tỏa sáng. Cảm ơn các con rất nhiều. Cảm ơn cô. Cảm ơn các huấn luyện viên. Và chắc chắn bây giờ sẽ là đôi điều chia sẻ của anh Trung và Diệu Nhi. Xin mời. Ngày hôm nay ở trong cái kịch bản này, ba muốn gửi đến cho tụi con là một cái ý chí. Đường đi của mình trong cái ngày này rất là gian nan, nhưng mình phải cố gắng, mình nỗ lực. Tụi con cứ hát thôi. Ngoài sau lưng có ba má ở đây phụ cho tụi con hết mình. Cố lên. Cảm ơn tụi con đã có thể tiếp thu và truyền tải cũng như là cố gắng trong từng mỗi tiết mục. Cảm ơn tụi con rất là nhiều. Con cảm ơn cô. Xin được cảm ơn các huấn luyện viên và đặc biệt hơn hết là chúng muốn nói với hai tụi con là hát nữa nha tụi con. Một tràng hỗ tay cho tiết mục của Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Không một ai được quần áo nha. Mẹ nói ai chị em con mặc dù mà đem về nhau đi trên phố vui thật vui. Cuộc đời thật tươi khi sống chơi không buồn chán. Ánh mắt đôi môi ta luôn cười, yêu thương trao nhau mình cùng ước mơ. Kỳ ban cho niềm vui khắp mọi nơi. Hãy nhõng nhẽo nên lười biếng như mèo kia. Vì mơ dày mơ giam giả không ăn bụng đói suốt mấy giờ, ăn bụng đồ ăn bị mềm mỏng nha. Mẹ ơi con xin hứa lần này meo meo, mình bắt chước lại mẹ về nha, theo cùng nhau meo 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 meo. Khi mẹ muốn cho chị ao bơi, hai chị em không ai muốn nhường, đang giật nhau cả một buổi tối, không một ai được mặt. Người cứ tiếng hát trong tâm hồn để thấy sao như bình minh trói trang. Hãy nhắm mắt đôi siêu bồng xua đi
và đó là Minh Hằng và Ngọc Nhi. Xin được cảm ơn vũ đoàn Đam Mê Chạy Mèo kìa Như. Cái gì? Lên mèo kìa. Thấy rồi, thấy nãy giờ rồi, nãy giờ chúng nhảy theo. Lên kêu mèo đi. Lên kêu mèo nói chuyện đi. Giao lưu đâu. Em phải nói tiếng mèo chung với mấy bé chứ. Trời, em thấy hai mèo đó em không dám nói chuyện luôn á. Sao vậy? Thấy, đáng lẽ mèo người ta dễ thương thiệt, em nhìn lại em thấy em kỳ luôn. Đúng rồi. Hôm nay chị dễ thương mà, hôm nay chị dễ thương. Trời. Nè, biết bùng bùng. Anh ơi em là sứa biển. Trời còn kia là có loài gì? Cái loài gì kệ người ta. Thôi bây giờ nhận xét về tiết mục này đi. Không, nhưng mà hồi đầu chương trình là chị hát cái bài này nó chưa có rõ ràng lắm. Bây giờ nè, bây giờ được học lại rồi nè. Bây giờ mình hát lại cùng với bạn nhỏ nè. 2, 3. Mình bắt trước loài mèo kêu nha. Kêu cùng nhau mèo 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 mèo. Khi mẹ mua cho chiếc áo mới, hai chị em khóc ai ngừng ngừng. Giành giật nhau cả một buổi tối, không một ai đeo mặt áo luôn. Nha. Mẹ nói hai chị em phải mặc chúng mà. Thôi bỏ luôn đi. Chị biết tại sao mà chị không hát được không? Sao tại vậy? Vì bài này được viết lời lại rồi. Anh thấy Trung chưa? Đã viết lời lại nhưng cho các bạn nhỏ nè, hát phù hợp hơn. Sao mà kêu mèo mèo có một lần vậy? Mình bắt trước loài mèo kêu nha. Kêu cùng anh mèo 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 mèo. Tè mèo 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 mèo. Mèo mèo mèo. Mèo. Mới đúng. Ủa chị, cái bài gì mà có te té 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 rồi mèo mèo mèo. Thì phải hát như vậy, ta mới hát theo gì, đâu hát lại tụi con. Dạ đâu. Xin lỗi khán giả, dạ. Xin lỗi mọi người. Xin lỗi tụi em nữa, tụi em phải chịu đựng cái giọng hát của chị mèo cả một khúc. Nhưng mà em ơi, em viết lời em cũng phải tôn trọng chị chứ. Anh na na mèo 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 mèo. Trời ơi, có nghĩa rằng là cái lời cũ chứ còn không nhớ nữa rồi sao chị bắt ép mấy bé được? Đúng. Bởi rồi. Vậy xây dựng cái công trình trên đầu chiên chi của giờ không nhớ trời gì ơi, hết. Trời ơi, công trình bây giờ tên là tượng đài mèo nè, tụi con phải hát một cái bài cô biết. Con hiểu không? À, thay mặt cô xin lỗi tụi con. Trời, xin lỗi tụi con. Xin lỗi mọi người. Con bị vô lý rồi. Bây giờ cái tượng đài đã sụp đổ rồi. Bây giờ là mời cô mèo nhận xét về cái tiết mục đầu này của hai con. Đầu tiên cô sẽ nhận xét về tiết mục này. Đó là cái sự dễ thương trong tụi con, rất là đáng yêu luôn. Cô nhìn được cái tinh thần của tụi con. Tại vì có rất là nhiều bạn ở cái lứa tuổi này mà khi mà trình diễn nó sẽ bị người lớn. Nhưng mà ở cái tiết mục này các con có một cái sự dễ thương rất đáng yêu luôn. Và cái phối hợp của hai bài hát làm cho cô Như cảm thấy rất là phấn khích. Bạn nhỏ bên này á, rồi bạn nhảy tưng 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 mà tụi con vẫn hát một cách rất là thoải mái. Thì cô nghĩ là do huấn luyện viên của các con đã truyền được cho các con cái lửa, cái sự tự tin. Cái đó là cái điều quan trọng nhất trong cuộc thi này. Tụi con có một cái tiết mục mà khi mà xem xong á, tụi cô chú rất là thoải mái. Một cái kiểu mà rất là thư giãn, rất là giải trí. Tụi con rất là dễ thương. Chỉ riêng một xíu thôi nó sẽ hay hơn là tụi con để ý những cái đoạn mà mình, những cái đoạn trầm á, thì mình sẽ có cái cách xử lý ra sao để mà khán giả vẫn nghe được cái giọng mình hát ở đâu. Tụi con có thể nói thoại luôn cũng được, nói thoại trên cái nền nhạc đó để cho người ta hiểu được là mình hát cái gì. Thì tiết mục của tụi con sẽ còn hay hơn nhiều nữa. Cố gắng lên nha. Dạ con cảm ơn chú. Ok. Đội này dễ thương và đáng yêu nè. Bởi vì ta nói cái gì mà liên quan đến mèo nó đều dễ thương, nó trong sáng nhìn. Không có đâu chị. Minh Cường đang nói hai bé thôi mèo. Mà nói hai bé à. Mấy bé sống đúng lứa tuổi ha. Còn có người cũng là con mèo mà không đúng lứa tuổi gì hết trơn. Bị quá tuổi, bị trượt ra khỏi cái tuổi. Thì đó tượng mọi đài. Mọi người ơi bây giờ mình nhận xét. Giỡn giống lứa tuổi, mèo sống lâu. Mèo sống lâu trăm tuổi. Ok, tôi là con mèo yêu tinh được chưa? Đúng rồi. Chị là con mèo mà người ta quẩy quẩy khách vô nhà này nè chị. Được rồi, tôi là mèo quẩy tài lộc nè, được chưa? Đúng rồi, rất đẹp, rất tài lộc. Xin cảm ơn chị Khải Như. Dạ mời hoàng tử. Khi mà tụi con diễn với cái bài này, tụi con sẽ cảm giác vô cùng may mắn khi mà tụi con còn rất là nhỏ và tụi con được hỗ trợ rất là nhiều thứ, từ sự dàn dựng đến tất cả các cô chú trong cái nhóm nhảy. Là bởi vì nếu như nha, diễn cái tiết mục này ở trong trường chẳng hạn đi, thì mình cũng không có được hoành tráng giống như vậy đâu. Với sân khấu này, tụi con đã rất may mắn so với tất cả các bạn bè cùng trang lứa. Cho nên là phải rất là cảm ơn chương trình, cảm ơn ban nhạc, cảm ơn tất cả mọi thứ đã làm hết sức có thể cho tụi con thỏa sức. Là bởi vì tụi con còn rất là hồn nhiên. Hãy làm những điều mình thích khi mình còn nhỏ đi, thì đó mới thực sự gọi là tuổi thơ nha các con nha. Chúc mừng các con. Dạ con cảm ơn chú. Mời Hoa. Khi mà các con mà hát những cái nốt cao á, luôn mình mà lên cao, mình hét lên à, mình phải để mic xa một xíu con nha. Không thì cái âm thanh á nó sẽ bị lớn quá mức, thì sẽ đôi khi sẽ khiến người nghe ở đây lúc mà ai mà ngồi gần loa ấy là sẽ bị hơi bị chói tai một tí. Nên là các con chỉ cần lưu ý một cái điểm đấy thôi. Còn chúc mừng các con đã có một tiết mục rất là dễ thương. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Hòa. Và bây giờ xin mời anh Trung và cô Diệu Nhi sẽ có đôi lời tâm sự cùng các con.
À, thực ra lúc mà hai tụi con vừa nhảy vừa hát là cô Diệu Nhi lo lắm, sợ tụi con mệt, xong rồi cái lời hát của hai tụi con thì không có rõ, thì lúc đầu cô Diệu Nhi cũng chưa có nghe rõ những cái câu đầu đâu, tại vì sung quá đi, trời ơi quá sung luôn. Cô Diệu Nhi rất là vui khi mà ngày hôm nay coi cái tiết mục này của hai con, thì hai con rất là nhí nhảnh, rất là dễ thương luôn, rất là tốt rất là nhiều so với đó là lúc mà mình tập mình còn hơi căng thẳng phải nhớ bài nhiều ha. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô. Hôm nay tụi con vừa thuộc lời bài hát, vừa hát được và vừa nhớ bài. Trời, chú hồi hộp quá trời, chúc mừng tụi con. Dạ con cảm ơn chú. Nói chung là tập tuần này á, là làm khó các bạn nhỏ đúng không? Bởi vì là không chỉ hát không thôi, tụi con phải nhớ lời nè, tập bài mới nè, rồi còn phải mashup với nhau nữa. Bên cạnh đó tụi con phải tập vũ đạo rồi diễn xuất nữa, rất là nhiều thứ. Cho nên tụi con đã quá là tuyệt vời rồi. Vỗ tay cho hai bạn nhỏ Minh Hằng và Ngọc Nhi. Trời một dòng nghiêng soi, nghe tiếng
Quang Quốc, Minh Thư và Mai Phương. Wow, trời nổi da gà. Thật sự em giống với chị Như luôn á, nổi hết da gà, đúng với tinh thần là vòng hòa thành. Chị Như ơi, sẵn tiện mình tiếp tục luôn đi ạ. Cảm xúc của chị và anh Duy. Trời ơi anh Duy, anh nói đi, anh nói đi rồi em nói. Rất là hòa Minzy. Yeah. Thực sự bé bên này là con tên gì nè? Minh Thư. Minh Thư, con hát giống mình như hòa Minzy hồi trước cô biết. Chính xác. Hát á. Rồi cái cô này là hòa Minzy bây giờ nè. Cô này Mai Phương thì từ từ lại, nhẹ nhàng lại. Có nghĩa là hòa Minzy ở đâu đó. Cô Hòa đã chọn cho tụi con một cái bài hát rất là hợp với cá tính và chất giọng. Và đặc biệt hơn nữa là tụi con rất là thoải mái ở trên sân khấu. Tức là tụi con không xem sân khấu như là nơi mà mình đang đi thi, mà là cái cách mà tụi con đang làm á. Tụi con đang biểu diễn, tụi con giao lưu rất là thoải mái. Hát đi à, cùng qua giọng nè. Cô cảm nhận được cái điều đó. Đúng rồi. Nè, cái khúc mà hai đứa đang hát hát ở ngoài, tới khúc mà đoàn giọng mà Ôi á nha. 2, 3. Ôi á. Là tụi biết say vô nhìn nhau. Yeah. Rất là dễ thương. Cái lửa tụi con nó tự nhiên lắm. Cái tự tin của các con rất là ngây thơ, rất là đáng yêu. Và cô vẫn cảm thấy yêu các con rất nhiều. Chúc mừng các con. Yeah, xin được cảm ơn chị Khả Như và anh Thanh Duy. Còn anh Trung và Diệu Nhi thì sao ạ? Về phần hát thì riêng bài hát này mà con đã vào tay của con Hòa Minh Duy thì không còn gì phải nói rồi. Vào vai. Rất vào việc ạ. Đúng ngay chất của cô Hòa. Về phần diễn, từng người diễn rất là tốt. Nhưng có một chỗ như thế này, khi mình đã hát nhóm với nhau thì khi mình diễn mình phải cân sức với nhau. Mình diễn quá cho diễn mà hai bạn kia làm nhẹ hơn mình thì cảm giác là mình đang bị bung quá. Mình chỉ được bung lụa khi câu solo của mình đã hòa thanh và phải hòa luôn cái cách diễn mới được. Còn cô Diệu Nhi thì sao? Bây giờ còn cười không luôn á. Em tính nói cái ý về biểu diễn, nhưng mà anh Trung cũng đã nói luôn rồi. Tất nhiên ai cũng có một cái cá tính, một cái cảm thụ âm nhạc khác nhau hết, nhưng mà chỉ khi con đứng một mình thôi, giống như chú Trung nói tới câu hát của con thì con có thể thoải mái, con feel theo kiểu của con. Nhưng mà khi mà những cái câu hát chung, những cái sự diễn xuất của hai bạn á, thì nhìn hai bạn còn lại cái màu giống nhau nhưng con lại cái màu khác nhau. Nhưng mà không sao hết, đây là kinh nghiệm của mình thôi. Lần đầu tiên tụi con hát chung một nhóm như vậy mà, cho nên rút kinh nghiệm từ từ. Và bây giờ sau khi lắng nghe hết nhận xét của hai cặp huấn luyện viên còn lại rồi, xin mời nhà mình nè, Hòa Minzy và Huỳnh Lập, xin mời. Hai nhà bên kia cũng đã góp ý hết rồi, khen thì cũng là khen hết rồi, cũng đã góp ý rồi, thì chú rất là đồng lòng với những gì mà chú Trung đã góp ý cho tụi con. Chú nói tụi con có một ý là ngày hôm nay đó chính là chìa khóa giúp cho tụi con chiến thắng. Đó gì? Đó là sự truyền lửa cho nhau, rõ ràng là như vậy. Chú thật sự rất phục tụi con, là bởi vì chúng ta không có quá nhiều thời gian để ráp sân khấu. Chú góp ý và chú thị phạm, chú cho tụi con hãy nhìn vào mắt của nhau để thấy được những cái gì, những cái tình cảm của nhau trong cái bài hát đó, thì tự khán giả sẽ thấy tình cảm của con dành cho nhau và dành cho khán giả. Và đó chính là cái bí quyết mà ngày hôm nay tụi con đã đạt được thành công trên sân khấu này. Cảm ơn Huỳnh Lập. Còn Hòa Minzy, về giọng hát của các bạn nhỏ tối hôm nay thì sao? Các con biểu diễn như thế là em đã cảm thấy là tốt ở cái là các con biết giao lưu với nhau và làm thế nào để hát, để hiểu ý nhau và ngắt nhịp đúng câu, đúng chỗ. Ngày đầu tiên mà tập với các con á, là chỉ có Minh Thư là khiến em yên tâm nhất. Còn lại thì Mai Phương và Trần Quốc là hai bạn không dám hát. Không dám bứt phá lên, không dám lên nốt cao, không dám luyến, không dám làm gì hết. Bởi vì là sợ là lên bị oét, bị vỡ giọng. Em chỉ động viên các con là làm, cố lên, con thử làm xem có được không nào. Cuối cùng là làm, cuối cùng là được. Ngày hôm nay giống như anh có thể để ý lại cái đoạn mà Trần Quốc hát thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi. Cái câu mà Mai Phương, núi à núi. Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi. Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi. Nhìn bóng chiều. Là Mai Phương chưa bao giờ làm đến cái nốt đấy cả. Wow. Nhưng ngày hôm nay con đã dám làm rồi thì em muốn tất cả mọi người dành tặng cho các con những tràng pháo tay về sự cố gắng, nỗ lực và bứt phá bản thân mình. Mai Phương là có thể làm tốt hơn, cao hơn rất là nhiều. Nhưng khi mà Mai Phương hát cùng với hai bạn đã không hát cái tông đó nữa, mà Mai Phương hát cái tông giống như các bạn để có thể hát cùng các bạn và tạo ra một tiết mục xuất sắc hơn. Trần Quốc thì cái câu mà bè lên cao anh có nhớ không ạ? Nhớ. Mới đầu Trần Quốc không làm được bởi vì con không có hơi để hát. Nhưng mà em đã dạy Trần Quốc cái cách mà để con có thể giữ hơi và có thể lên được nốt cao thì phải chăm chỉ như thế nào, thì ngày hôm nay con mới lên được đúng cái cao độ như thế. Cô cảm ơn, chúc mừng tất cả các con đã hoàn thành rất tốt tiết mục này. Cảm ơn
Huấn luyện viên Hoàng Minzy và Huỳnh Lộc đã giúp cho ba bạn nhỏ có một cái cơ hội được tỏa sáng và cháy hết mình với đam mê của mình trên sân khấu. Một lần nữa, một tràng hô tay chúc mừng cho ba bạn nhỏ của chúng ta với cặp đôi huấn luyện viên Hoàng Minzy và Huỳnh Lộc. Cảm ơn anh Minzy và ban nhạc rất nhiều đã sửa và bản phối cho đội em để đội em có thể có một tiết mục sôi động đến thế ạ. Dạ vâng, xin được chúc mừng và cảm ơn tụi con. Mời tụi con vào trong nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao khóc vậy nè? Thôi thương, không khóc nữa. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến ca khúc Mẹ ơi mai con về với phần thể hiện của Bảo Ân và Quỳnh Anh. Rất là xúc động đúng không ạ? Cho chú Khang hỏi nè, lý do vì sao mà hai con rơi nước mắt nè? Khi con hát bài này là con đều liên tưởng đến một ngày con phải xa mẹ. Con nhớ mẹ con. Mẹ con với con có ở với nhau không? Có. Có đúng không? Con cũng không có ngạc nhiên lắm khi mà chú Nguyên Khang hỏi Bảo Hân là tại sao con khóc. Con nói là con nhớ mẹ. Bởi vì cô cũng hàng ngày đều nói với con của cô là mẹ rất là nhớ con. Hôm nay con có nhớ mẹ không? Lúc nào ở bên cạnh mẹ. Nhưng mà bé cũng nói với lại cô là nhớ mẹ quá à. Cô nói này mọi người đừng cười, các con đừng có cười cô nha. Có nhiều hôm cô đi quay về, cô chưa có thay đồ nữa. Cô từ trên xuống dưới là cả một ngày trời mà phải nói là hôi rình luôn. Mà cô về đến nhà, con của cô chạy lại ôm chân cô nói nhớ cái mông mami quá à, nhớ cái mùi mami quá à. Cô thay cái áo ra, cái áo cô toàn là mồ hôi mà hít hà cái mùi của mẹ như vậy. Thì cái đó là một điều thật sự rất là may mắn cho ai được ở bên mẹ, được nhận sự chăm sóc của mẹ mỗi ngày. Các con đang được tận hưởng điều đó. Cho nên cô rất là tôn trọng cảm xúc của các con. Thật sự là cái lúc mà chọn bài cho các bé thì các bé có hát thử thì thấy là hát không có hồn. Thì lúc đó Như mới ra ngoài nói chuyện với hai bé, nói là con phải nghĩ con là nhân vật đó, con phải nghĩ câu chuyện đó là của mình. Hai bé không thể nào hiểu được là cái cảm giác mà mẹ còn đâu mà trong khi hai bé đang sống rất là hạnh phúc, không thể nào thể hiện được một cái bài hát như thế này. Thì Như đã cố gắng nói thật là nhiều. Và khi nói đó, hai bạn trong lúc nói là đã muốn khóc rồi, đã cảm từ từ. Và cô hiểu cái cảm giác con khi đứng trên sân khấu mà con khóc như vậy. Cô hiểu là con đắm chìm với nó. Và thật sự là về mặt cảm xúc chúng ta đã thành công. Cảm ơn các con rất nhiều. Chị rất là hoan nghênh Như ở cái cách mà em hướng dẫn cho thí sinh như thế. Dù diễn kịch, cải lương, đóng phim hoặc ca nhạc nó cũng vậy. Đặt mình vào nhân vật mình có thể cảm nhận được hết và mình sẽ lột tả được. Hoan nghênh Như về điều đó. Tại vì chị thì thường học trò chị cũng nói như vậy. Nhưng các con thì lại nhỏ quá, cho nên khi đặt vào rồi thì không thể kiểm soát được mình. Cảm xúc nó dâng quá, trong đó là nó làm hư đi cái giọng của mình. Trong khi cái bài này quá, hát quá khó. Cảm xúc khi nó tràn đến, nó là cảm xúc thật, làm sao mà mình có thể ngăn được. Nhưng mà mình sẽ cố gắng, con đỡ nức khi con hát đi. Nó sẽ đỡ bị con cuốn, tại vì con cứ nức theo cái giọng hát của con, nó sẽ dễ cuốn con theo cái cảm xúc và nó vỡ òa ngay lập tức, thì giọng con nó hư ngay. Thấy không? Cô vẫn trân trọng những cái tình cảm, những cái cảm xúc của tụi con đem đến trong bài hát này nó rất đông đầy. Nhưng mà cố gắng mai mốt mình ráng kiểm soát mình một tí xíu nữa. Tức là mình phải nén lại để cái giọng hát của mình nó được đẹp hơn. Hả con ha? Con sẽ cố gắng. Cảm ơn chị Ly. Rồi nãy giờ Huy chưa chia sẻ là mời Huy. Thì em muốn nói cho hai đứa con nhà em. Em đã nhận được một cái thông báo vô cùng tuyệt mật. Đó là đang có rất nhiều những ca khúc đang chờ các con hát. Đó. Cảm ơn chú. Như vậy có nghĩa là sao Huy? Có nghĩa là mình bật quý, mình tiết lộ chọn hay không chọn ở vòng tiếp theo rồi đó hả? Dạ chưa. Dạ. Em phải tạo cái niềm tin cho các bé để một cái động lực. Giật cái bé lên, đang buồn quá. Hay quá, giật hay lên, quá. Giật lên. Vâng. Vì vậy xin chúc mừng các con. Thì cảm ơn hai bạn rất nhiều. Ôm một cái. Dễ thương quá à. Việt Nam ơi, Việt Nam
có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mây ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy. Thu hút với cái phần cô dùng từ là biểu cảm của con trong cái bài Màu Hoa Đỏ, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến. Bài này hát không phải dễ và phải có cái sự trải nghiệm, và con hát nó có cái chiều sâu và tình cảm rất là nhiều. Khi con lên những cái câu đầu tiên á, là đã thấy nó chỉnh chu trong từng câu hát, nó cũng có những cái bỏ nhỏ. Và khi vào bài hát rồi thì để con lên đây với con, để con không có bị đứng đơn côi ở trên sân khấu luôn ha. Tại vì em cũng chọn bé đó. Em cũng chọn đó. Hồi nãy thật sự luôn, lúc mà đội của chị Ly với lại Lập chọn á, em nhìn mà giống như em bị hoa mắt á. Em nghĩ không phải đâu, không phải đâu. Có mình chọn rồi, tại cái đèn nó chiếu xuống ra màu xanh. Hồi nãy cô Ly nói rất là chính xác. Thật sự con hát nó có một cái chiều sâu mà chú không nghĩ là một đứa trẻ như con. Con bao nhiêu tuổi rồi? Con xin chào 6 vị huấn luyện viên và toàn thể mọi người ở đây. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phạm Bích Ngọc. Năm nay con 13 tuổi rưỡi và con đến từ Hải Phòng ạ. Chị Vân ơi. Hải Phòng. Định mệnh. Em cảm giác là cái lời nguyền nó sẽ xuất hiện khi mà có một đội tranh giành nữa. Không, lời nguyền đã được hóa giải. Không, và từ khi lời nguyền được hóa giải, vận may sẽ tới. Thôi đừng có nhắc cái lời nguyền gì nữa hết á. Nè, bây giờ tập trung chuyên môn đi. Thôi, bây giờ mình nghe chú Vũ nói nha. À, nói chung là chú rất là ấn tượng bởi cái tiết mục của con. Con hớp hồn chú từ ngay cái câu hát đầu tiên. Và chú đã phải gạt cần và chú đang tìm một cái màu sắc giống y chang như con. Tại vì chú đã có một bạn, và chú nghĩ là bạn này nếu như kết hợp với con nó sẽ dã man lắm. Là tại vì hai đứa có được cái sự chín mùi ở trong giọng hát, và kể cả cái sự điêu luyện nữa và cái chiều sâu. Cho nên là chú rất tha thiết mong là con sẽ về đội của chú. Là tại vì chú biết chắc chắn chú sẽ làm gì với giọng hát của con. Nhưng mà bây giờ con rất may mắn khi có được cả cô Cẩm Ly cũng chọn con. Có nghĩa là cô chú đều đánh giá con rất cao. Con có về đội nào đi nữa thì cô chú nghĩ là con cũng sẽ tiến rất xa. Cho nên là bây giờ con hãy tự tin lên, hãy quyết định thật đúng đắn cho cái tương lai của mình. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Okay. Chú nói một cái, bên đội chú cũng có một bé bằng cái đầm đỏ giống vậy nè, đó cũng hát rất là dữ dội và khuấy động cả một cái sân khấu này. Và chú sẽ lặp lại thêm một cái
cái giống như là một cái quy trình, chú không có một cái thứ nước màu đỏ cho con nữa. Trời đất ơi, cái chiêu nè con tặng cho bạn Tèo một cái loại nước trùng với màu áo của bạn, uống xong về đội của Tèo nha tí. Ờ, là bé kia cũng uống cái nước này luôn, đó là nước ép dưa hấu đó, mình uống vô mình nắm giọng nha. Ờ à, đó, uống vô mình mát da, khỏe người, mình hát tốt nha con nha. Rồi. Cô vuốt cái cọng tóc này cho con nha. Con đang bị viêm họng. À con đang bị viêm họng, để dành uống. Chú có thuốc, chú có thuốc. Không. Có thuốc liền tại chỗ cho con luôn. Lập. Dạ. Em bình tĩnh. Cô muốn nói một tí là tại vì đối với cô thì khi cô nghe một thí sinh hát hoặc là một người nào hát, cô cảm nhất là cái phần hồn. Và trong cái bài hát này cô thấy ít có ai hát lắm, chỉ người lớn, tại vì cái nội dung của bài hát. Cho nên là khi con hát mà con truyền tải cái một cái bài hát này, đúng là không thể nào nghĩ được một bé cô gái Ly, hát như thế. Cô Ly nói chú mới nhớ một điều là ở trên cái chương trình này chú nổi tiếng là mít ướt. Mà mít ướt vì cái gì? Vì hai lý do duy nhất thôi. Một là quê hương, hai là vì gia đình. Bây giờ chú đã hiểu lý do tại sao chú bắt buộc phải gạt cái cần cho con từ ngay câu đầu tiên. Là tại vì cái câu đầu tiên của con nó có chữ Việt Nam ơi và cả mẹ nữa. Cho nên là không thể nào không chọn con được. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Bây giờ con chọn đi. Bây giờ con chọn. Bây giờ là tới quyền của con. Gì vậy? Dụ. Thôi con cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Bây giờ cô đi về chỗ của cô. Hôm nay con hát bài Màu Hoa Đỏ. Này, son đỏ này, son đỏ này. Váy đỏ này, váy đỏ. Đi lấy đâu mà đỏ? Váy đỏ chỗ nào? Chị nhầm chỗ. Có hoa đỏ. Và ở cái thành phố Cảng ấy con. Nữa rồi. Không nhắc tên thành phố Cảng. Hoa phượng đỏ chứ gì. Hoa gì đúng rồi, hoa gì màu đỏ ấy nhờ. Đấy, đỏ. Đấy, nó có duyên. Bây giờ nè, để cái gia đình công lập người ta nói cho nghe. Ôi, người ta gần tới cái lúc mà bé lựa chọn rồi. Thật ra như thế này nè bé, khi mà con ra đây mà con chưa thi nhưng mà con cũng có trong đầu con sẽ chọn đội nào, đúng không? Trong đầu của con chắc chắn là có. Và khi ra đây ai cũng có những cái lợi thế rất là tốt. Và quan trọng là con tim mình muốn cái gì nè. Chú Vũ là yêu mến nè, màu hoa đỏ đang ngồi đó nè. Còn cô Ly, người đàn bà quyền lực. Còn chú Lập thì đây, quá đây, nhiệt tình. Đây. Hồi nãy là cô Vân là nói rằng là đầm đỏ, son đỏ đúng không? Nhìn chú thì chú không có cái gì đỏ hết ngoài trái tim nha con. Nói là em không có tim đó Như.
Thưa quý vị, đó chính là Mái Đình Làng Biển cùng với Minh Khôi và Cẩm Lệ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng mời phần nhận xét của gia đình Ly Lập ạ. Xin mời ca sĩ Cẩm Ly. Cô nghĩ là bài nào đưa vào tay của Cẩm Lệ chắc không có làm khó con đâu. Về cách con xử lý, cách con hát, cách con lấy hơi, tất cả mọi thứ con làm rất là tốt. Chú Vũ chắc cũng cảm thấy vui với Minh Khôi phải không chú Vũ? Dạ. Có không? Là tại vì cái gì cô biết? Bình minh và người sinh phải không Vũ? Dạ. Thấy chú Vũ rất là vui khi con hát được những cái đoạn đó. Tại vì con có những cái luyến cho đó, nó hôm qua con tập nó có vấn đề chút chút. Lúc mà con hát cái câu đầu là chú Vũ khoái rồi. Thì tự nhiên con đang làm ngon ở đó. Tụi con làm tốt từ đầu tới đuôi hết. Cái không biết sao làm như một cái phút nào thoáng qua tụi con bị mất tập trung. Thế tụi con vào nó thiếu hết vài chữ, vài từ đầu. Người xin thì chính vì cái đó, một cái phút mà mình giống như mình bị mất tập trung, nó bị thiếu một vài từ và sau đó nó lại dính luôn cả cái tông của mình, nó có vấn đề luôn. Và đặc biệt nó lại là cái đoạn kết, cho nên là nó bị uổng cái bài của mình đi. Chứ còn nếu về cái lực hát của tụi con thì rất là tốt. À, hồi nãy cô cũng có hoang mang cái chỗ đó, nó ủa có thiếu chữ không? Ồ mà mấy bạn vẫn tự tin và mau lấy lại được cái thần thái của mình và hơi của mình, vẫn hát được rất là tốt. Bởi vì tụi con có cái nội lực rất là tốt và đúng hơn rồi. Được rất là nhiều người. Bởi vậy khi mà nội lực tụi con bung ra quá sức á, thì tụi con cần phải có cái độ miết chữ lại một chút. Bởi vì đây một cái màu sắc dân gian đương đại, vì thế nó có cần cái độ miết chữ một chút. Ở tụi con thì chú lúc nào cũng nhìn tụi con như là ca sĩ chuyên nghiệp vậy đó, chứ không phải là một cái thí sinh nữa. Vì thế là chú đang như đang được thưởng thức một cái phần trình diễn. Vì thế lúc nào mà tụi con bước ra là cô chú cũng phải nắm tay kiểu vậy. Đó. Nắm tay sao? Nắm tay sao? Nắm tay gì nè anh ơi? Tụi nó tới rồi. Tụi nó tới rồi. Đó. Khi mà chú giao bài cho con á, chú đã giao một cái bài rất khó rồi, nhưng mà chú còn nâng cái độ khó nó lên nữa, là tại vì mình đã chơi là mình phải chơi cho tới bến chứ không có sợ, đúng không? Cho nên là chú đã bắt hai con phải lên tông cái bài này hai lần lận, và cái câu cuối cùng là mình còn lên tông một lần nữa. Lúc mà mọi người mà nghe mà còn bị thiếu mấy chữ đó là tại vì lên tông nữa, cho nên là nó rất là khó. Và đây là cái điều mà Vũ yêu cầu cho hai con phải nhiều hơn là cần thiết. Và trong lúc tập dượt mình làm cái này chuyện nhỏ không có vấn đề gì hết, nhưng mà có thể lên đó khói nhiều rồi tiếng reo hò nhiều của khán giả, ngay cái đoạn đó là khán giả reo hò rất lớn luôn. Có thể vì vậy cho nên con bị mất kiểm soát những gì mà ban nhạc đang đánh, và con quên con bắt cái tông như thế nào. Nhưng mà cũng may mắn là sau 3 chữ con đã lấy lại được cái phong độ và con bắt để mà cái câu ao nó được một cách trọn vẹn. Bồng bềnh bồng bềnh, dù ta cốc kênh bồng bềnh bồng bềnh. Tôi ôm con sao bé bỏng của tôi.
lại giọt sầu cho em, bỏ lại dòng sông để đêm con sao sáng sớm và gió vẫn xin thương ai lội sông, lội sông đi mãi. Thương nhau quấn quýt lá trong ngao, yêu nhau hoa đã chờ nhau, thương cả như cầu cầu quá xa, yêu cả mỗi sầu sầu thương em, thương cha con xa thương mong của chị, thương con mẹ đưa qua sông Hồng Hà mùa thu, Hà Nội mùa thu, một ngày mùa thu đầy gió. Con sao 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 và gió, con xin thương ai lội rồi con. Con ơi, xong của tôi. Tụi con làm cho cô chú Vũ ở đây ngồi ở trên cái băng ghế này con biết như vậy nè, giống như là say sóng vậy đó. Chịu lên chịu xuống. Cái bài hát hồi nãy là lên tông mấy lần vậy con? 3 lần đúng không? Dạ. Wow. Các con giới thiệu về mình đi. Chúng con xin được kính chào các cô chú huấn luyện viên cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí 2018. Đó mới là song ca đó. Rồi, chỉnh chu ghê chưa? Bé áo đen giờ nói chuyện không nổi. Bé áo đen giới thiệu trước đi. Bé áo đen. Bé áo đen, áo đen. Nè. Bé áo đen giới thiệu về mình trước. Màu à. Bé Huy đó, bé Huy đó. Bé, dạ, bé giới thiệu. À, giới thiệu với hai con. Chú, đội kia. Nè, nè, giữ nét cho người ta về đội nè. Con ơi, phải nói là... chú là cô Như... Niềm tin. Cực kỳ ấn tượng với tụi con. Và ngay bây giờ thì không những chú mà tất cả khán giả muốn biết tụi con đi hát được hai mấy năm chưa? Có mở lớp dạy không chú vô học? Hai giọng của hai con á, nó có một cái sự mà đối lập với nhau. Một người thì cao vút, một người thì rất là trầm ấm và mãnh liệt. Cô chú rất là ấn tượng bởi cái hòa âm này không có dễ hát. Chỉ cần con bắt trật một chút xíu thôi là con bị trật nhịp, rồi trật luôn cái tông nữa, mà cái này con lên tông tới 3 lần. Cô chú chỉ muốn nói là hai con rất tuyệt vời và hy vọng là hai con sẽ chọn cô chú. Dạ, ok con chú vậy thôi con chú mà không những giọng hát nha con, cái thần thái tụi con biểu diễn nó rất nhất là của rất là á. Người lớn đam nó không mê. Nó rất là cái như là thần. Rồi nãy giờ chị chưa có nói ra một cái điều rất là trùng hợp. Con là gì? Dạ con tên là Cẩm Lệ. Dạ. Dạ cô thứ tư, chị thứ ba, Cẩm Lệ. Đó. Trời ơi, chết rồi. Rồi, cô Cẩm Lệ cũng dễ thương lắm. Cô Cẩm Lệ, đúng. Hôm nay tự nhiên con lại đem cái một cái tên Cẩm Lệ với con. Đội đây tuột máu kìa, đội đây tuột máu rồi kìa. Dạ. Ủa bà Ly, bà gạt con thiệt à bà Ly. Hả? Trời ơi. Gì vậy đà?
À con ơi. Rồi rồi, thôi con em ơi. Cứ chừng đó nha. Thôi quyết định con đi ơi. Bây giờ đếm 1, 2, 3 đi. Chưa chưa con ơi, con chọn đi con. Con Huy, Huy, Hoa. Chú có cái nước đi. Màu vàng giống con nè. Đỡ nước màu vàng con. Cho con. Nè cầm uống thấm giọng nha. Đây có nước màu xanh giống áo con luôn. Ơi, con, đó, ơi, con ơi đây. Mình uống vô mình thấm giọng chú ơi, cái nè. Cái này nguy hiểm lắm con. Cho chú thử đọc trước cho con. Ông này nước ép. Nguy hiểm lắm con. Đó nước của con. Thằng nhỏ con nhỏ mà trời. Cái ông này ngộ đời ghê không. Lắm. Uống con uống luôn. Hình như bình thường con. Bình thường. Trời đất ơi. Không không sao. Anh Vũ. Lát về chú. Chú thoải mái. Con ơi anh Vũ. Nước có độc. Nước có độc con ơi. Huy ơi, cứu anh nha Huy ơi. À, ủa nó đưa nước gì cho anh vậy Huy? Anh Vũ hết. Anh Vũ xỉu rồi. Em ơi, Em lết anh về đi. Không sao hết, tôi không sao hết nha mọi người. Anh Vũ ơi, nó lây rồi. Nó lây. Lây hả? Huy ơi, em còn sao Huy? Mày nói cho anh Huy. Cái gì vậy? Ủa, anh tỉnh rồi hả? Ây da, trời ơi. Trời đất ơi. Chỗ này chỗ kỳ hát phải cái gì không sao? Mày đánh em rồi. Trời ơi, nó đánh tôi. Trời ơi, nó đánh tôi. Nó đánh tôi kìa. Con thấy chưa? Con thấy gia đình nó bạo lực chưa? Gia đình nó quá bạo lực. Tụi con mà về gia đình đó là sẽ bị cư xử giống như vậy. Hiểu không? Hãy về với những gia đình có sức chịu đựng nhất con. Cô thành thật xin lỗi hai con vì cái sự tăng động của các cô chú ở đây. À, có chú đó đó. Không con. Thấy chú, vậy chứ cũng không thân cô lắm đâu con ơi. Quy ơi, chị sợ em quá. Bây giờ nè, chú Vũ quá. Chưa bao giờ rồi. Chú Vũ làm như vậy. Chưa bao giờ chú Vũ mà nhiệt tình đến mức mà trà lết như vậy. Có độc, có độc, có độc. Nè. Anh Vũ, anh Vũ. Ta sao đi ngay. Vũ ơi, Vũ ơi. Tại sao? Có một cái hộp khoai mì rẻ tiền thôi mà em chết vì hộp khoai mì 10.000. Còn cô nè, cô chầu giật ở đây. Lê lết lặt lìa lặt lõi đợi con ở đây. Thì bây giờ con ơi, mỗi chai 32.000 đúng nha con. Tôi sợ lắm, tôi sợ giây phút này lắm. Vậy là 64.000 đúng không? Cả tấm lòng của chú trong đó đó con. Bây giờ con chưa chưa con còn 2 cái kẹo nữa nè con. Bà ông về ơi, bà đây là gì cho tôi tặng không bà? Nước ngọt, kẹo, bánh trái thoải mái. Con vừa. Con ơi, con đích hiện kim không con? Giải trí vừa thoải mái con. Cái gì vậy? Được hết luôn. Cho tặng con này. Ai? Rồi chào con, tôi là quà tặng của các con. Cho mấy cái giải. Giờ trời con ơi, giờ con thích cái gì trên chú là chú bứng ra cho con luôn nè. Có ốc, có đôi dép nè. Mỗi đứa chiếc nha. Cái gì vậy? Sao có mang giày dép tôi ra chơi hoài vậy? Vừa không? Chắc vừa đó. Đập ơi, lắm. Bà ơi, trên sân khấu đẹp vậy sao bà đem cái này lên? Trên nó nóng không em? Hả? Trên đó có nóng không? À, nóng lắm chị, em thấy nóng lắm. Em thấy nóng lắm. Máy. Cái quạt của con ơi, cái quạt của con. Con ơi, quạt máy xài hết pin, cái đèn muôn thuở con ơi. Ba lì xì. Con ơi, cho cô gửi ba lì xì nha con nha. Anh ơi, lấy ba lì xì cho em luôn. Ba lì xì có hình hình Khả Như nha mọi người ơi. Đúng rồi, chị mệt. Em cũng mệt. Nữa, lấy. À, con ơi, thôi cô chú không làm tụi con hoang mang nữa. Con ơi, chú cũng có bao lì xì nè con. Nè, ta hồ mà lấy nha con. Có hình chú Quỳnh Lập trong đây nha con. Chú ngắt đường nói của cô dân luôn rồi. Nói chung là nãy giờ cô chú giỡn cho mấy con vui đó. À... chứ cô chú cũng thích thiệt phải không? Ta đã thấy những ước mơ thật đẹp, những ngàn sao thắp sáng bóng đêm. Thương anh sáng ấy lăn đi nhanh lạ kỳ, tỏa sáng mang theo tương lai hy vọng. Sông dốc có lúc gặp ghềnh, từng bước hiên ngang dù muôn khó khăn. Sống với những khát khao đam mê trọn vẹn, một niềm tin tương lai tươi sáng. Đôi trẻ ta vững vàng sống với một tình yêu. Tình yêu vào đất nước, tình yêu vào ngày mới. Mang tri thức hiên ngang xây hoài bão để sẻ chia, và chung một niềm cao cả. Cả nước mơ Việt Nam bay cao trong nắng vàng. Cả nước mơ Việt Nam lung linh trong tiếng cười. Cả nước mơ Việt Nam bao la tình người. Cả nước mơ Việt Nam yêu thương sông.
Nào chúng ta quay trở lại, chúng ta giới thiệu đôi nét của mình đi. Con tên là Nguyễn Phương Linh, con năm nay 10 tuổi và con đến từ Hải Phòng ạ. Chị ơi, Hải Phòng chị ơi. Chị ơi, chị ơi. Còn con tên là Bùi Vũ Kim Anh, con năm nay con 10 tuổi, con đến từ Hải Phòng ạ. Dạ, một cặp đôi đến từ Hải Phòng. Nhưng mà Ốc ơi, lần này đội mình không có chọn thí sinh nên mình không có bị vô cái thế là mình mời bây gọi mà người ta không về. Bây giờ cứ nghe tới Hải Phòng là nó tuột huyết áp, nó choáng váng rồi. Bây giờ xin mời cặp đôi gia đình nhà mèo, đôi hên nhất. anh khác, anh sao anh nói chữ hên mà nó sao nó trì xuống quá vậy? Không, hên thiệt mà, bên đây đâu có bấm đâu là hên rồi. Anh Khang, anh phải để ý là tại sao mà tụi em luôn chọn mà hên hay sao mà chọn ngay cặp đôi không à? Như thế này, tại vì luôn luôn cảm thấy được cái sự lửa thoải mái của các con. Thật sự bài hát này á, nếu mà nói về giọng á, thì cô Như cảm thấy là chưa thật sự mà thuyết phục cô Như. Nhưng mà chú Huy á, say qua chú Huy nói nghe cái giọng con nít lắm, nhưng mà có bè, có tập bè cho tụi nhau. Con có cái sự bè bối rất là rõ ràng. Và cô hy vọng là với cái lửa của các con đang có, với cái tiềm năng các con đang có, thì cộng với chú Huy, với cô và tất cả những người sẽ hỗ trợ các con, sẽ cho các con những tiết mục hay hơn nữa. Mà cô hy vọng là cô có thể hỏi thêm là các con có thể hát được một cái bài hát khác, nó thể loại khác không? Con hát dân ca đương đại. Thử nghe, thử bên đây hát được cái tôi gạt nữa nè. Thử đi. Con cứ hát không sao hết á. Bây giờ con cứ thuyết phục hết tất cả mọi người. Nếu như mà họ chọn con có về đội ai cô cũng chấp nhận, bởi vì con tỏa sáng, con xứng đáng với điều đó. Cố chấp nhận hay đứng khóc. Khóc vậy trời ơi. Không tin nói được câu này luôn á. Nghe không tin luôn. Con xin hát bài Đá Sông Trầu. Wow. Từ thuở hồng hoang đã thăng hoa, dừng lại một lần để đắn đo thức tình. Bay thăng hoa để rồi chờ đợi để hóa thành vọng phu. Bây giờ bạn là dân gian đương đại rồi đó, còn có thể loại nào khác không? Con cũng biết hát bài Giấc Mơ Cha Pi ạ. Ok, con thử đoạn đi. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi
chỉ có hai người yêu nhau. Rồi, cảm ơn hai con. Sau phần thể hiện vừa rồi thì chắc chắn là không còn nghi ngờ gì nữa. Hai con đã về với đội của gia đình Khả Như và Ngô Kiến Huy. Xin chúc mừng. Cô bé Mẫn Nhi đến từ lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt. Cảm ơn các bé đến từ vũ đoàn ABC Kids và vũ đoàn Phương Việt. Con gái có chút xíu à, dễ thương quá. Hồi nãy chú Nghĩa thấy nha, ở cái bài đi học đó, cái chú kia kìa để con lên trên vai, tuốt trên cao luôn đó mà con vẫn hát. Con không có sợ hả? Dạ không. Con sợ không? Dạ không. Ôi ôi, gan dạ quá luôn đó mấy cô chú. Mấy cô chú thấy tiết mục của bé Mẫn Nhi của chúng ta như thế nào? Mời cô Việt Hương.
con còn nhỏ quá cho nên là chú nhờ tất cả các cô các chú á hỗ trợ cho con. Thương nhất là cái cô diễn viên múa ha, lúc mà con đứng không cao á, cô đẩy con lên, thương hết sức. Cô đẩy con lên y như là lần đầu tiên đi học á, mẹ dắt tay từng bước á. Cô lúc đó cô thấy cái cô diễn viên đó như là viên múa như mẹ con á, dắt tay con từng bước trên sân khấu luôn. Ngơ ngác mới có 5 tuổi đầu, ngây thơ. Chú đã dạy hát như vậy là ra hát và phối hợp hai cái bài lên, cho nên là đẩy em lên, cái em lên em hát sao em những cái động tác bưng em lên nhẹ nhàng thanh khiết, đi học y như là đúng vùng miền đó con xuống vậy đó, nhẹ nhàng. Cô rất là chịu tiết mục của con, nhìn dễ thương lắm. Thầy Quốc Đại đã giao cho con mà con đã làm tròn được hai cái bài nhạc như vậy thì còn gì nói nữa. Con rất là dễ thương mà con rất là làm tốt trong cái bài ca của mình, giỏi lắm. Thấy thương vô cùng luôn vậy đó. Mấy cô khen con, nói con thích không? Thích lắm á. Dạ thích. Thích rồi thì sao nè? Con cảm ơn hai cô. Rồi cô cảm ơn con nhiều. À, chúc mừng con gái nha. Chạy vào trong nè. Chạy vào trong, cảm ơn mấy cô chú trong vũ đoàn Phương Việt và các bạn nhỏ trong vũ đoàn ABC Kids luôn. Chúng ta vừa chứng kiến 4 phần thi của 4 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình. Và trong khi chờ đợi quyết định từ ban giám khảo, chúng ta hãy đến với những món quà đặc biệt mà các thầy cô chủ nhiệm và các thí sinh của chương trình dành tặng cho ban giám khảo cùng quý vị khán giả. Đó là những màn trình diễn kết hợp của thầy cô chủ nhiệm và các bạn thí sinh trong lớp học của mình. Và mở màn cho chuỗi quà tặng đó sẽ là tiết mục đến từ lớp dân ca cải lương của cô giáo Bình Tinh và các học trò.
nào nắm tay ta cùng múa ca, chóng thi hoa lòng ta, chữ nghĩa nhật khắc ghi trong lòng, không bao giờ đổi thay. Cầu Phật trên ông trời xót thương, hóa ước mơ cho cha mẹ vui, chớ công danh tương lai nên người ta ở nhà sinh. Một tiếp một thật là dễ thương, đến từ lớp dân ca cải lương của cô giáo Bình Tinh. Đây là những học trò của lớp dân ca cải lương trong chương trình thử tài siêu nhí. Đây bạn Thanh Trung, Kim Vàng, Đào Đẹp, Tuyết Nhi, Đào vừa đẹp vừa hát hay, Kim Anh, Kép Đẹp, Trọng Nhân. Xin mời giám khảo Thanh Hằng nhận xét về tiết mục nhóm của lớp của Bình Tinh. Nhìn lại cái tình thầy trò, nó đẹp làm sao đâu. Trong thời gian qua, sự huấn luyện của cô giáo Bình Tinh đã để lại cho các con những cái gì kỷ niệm đẹp, những hành trang để các con tiếp bước theo trên con đường mà các con đam mê. Sau giờ học rồi, các con cứ ngồi nghĩ lại, nhớ lại những giây phút nào, giờ phút nào cô đã luyện tập và tập cho các con, nấn nót cho các con từng lời văn, từng câu ca, từng bộ vũ đạo. Thì các con nhớ lại đó, đem hành trang đó tiếp tục theo cái niềm đam mê của các con nữa. Đội của cô Bình Tinh thì hôm nay các con rất là dễ thương, nhẹ nhàng, tuyệt vời. Cảm ơn cô Bình Tinh, huấn luyện viên Bình Tinh đã tạo cho chương trình Thử Tài Siêu Nhí những tiết mục rất là đẹp. Những tâm tình của Đoan Trang, Việt Hương, Quang Lê đã gửi gắm qua lời bình luận của cô Thanh Hằng và đối với Quang Lê. Hay. Dạ con cảm ơn chú. Giỏi. Đoàn kết. Đó trời. Con cảm ơn cô. Hay, giỏi, đoàn kết. Điều hơi nam được xếp vào nhóm tiêu biểu nhất cho
trong bài bạn nhẹ nhàng cung đình Huế, đó là Nam Mai, Nam Bình, Nam Xuân, quả phụ của bạn Lữ Đại, Tương Tư, Tương Tư khúc Huế lại pha đôi trước âm hưởng cải lương, khiến cho người nghe cảm thấy giây phút chạnh lòng. Khi để đến ca Huế thì bên cạnh các nhà cung đình còn phải kể tới một số điểm rất đơn giản, đó là các điều hò, điều lý. Trong nòng lý thì có những điều lý mang hơi khắc như là lý đoàn xuân, lý kình tương, và những điệu mang hơi nam như là lý tình tang, lý con sáo, lý qua đèo, lý chuông chuông. Hò Huế gồm có hò mãi nhí, hò đưa linh, hò dè dèo, hò hùi, hò nền. Nhạc nhẹt cung đình Huế là một bộ môn đặc trưng, không giống bất cứ bộ môn nào. Khép lại chương trình về nhạc nhẹt cung đình Huế sẽ là bài lý tình tang và tựa đề quen thuộc Mười Thương. Tiết mục rất là hoành tráng, rất là đẹp mắt. Và về Huế thì chắc chắn là mình phải hỏi chú Quang Lê trước rồi. Chú Quang Lê thấy tiết mục này như thế nào ạ? Chú phải đầu hàng chứ thua con đó. Con biết nhiều quá, rất tuyệt vời. Đây là cái bộ môn mà con cũng như là huấn luyện viên đã chọn thì chú rất là thích. Và Quang Lê rất tự hào khi có tiết mục ca ngợi về cái đặc sản cũng như là cái bộ môn ca Huế. Cảm ơn con vị dạc. Cảm ơn chú Quang Lê. Mời cô Việt Hương. Mỗi lần mà con cất cái giọng nói con lên và với cái phong cách, cái kiểu nói của con á, như một cái người hùng biện vậy đó, nghe nó đã mà rợn hết cả người. Nhưng cái phần hát của con hôm nay không có tốt lắm. Và em biết không, cái điều đó nó giống như là bánh bông lan mà em đẩy thêm miếng trứng muối cho nó đậm, cho nó sắc ở chỗ đó thôi. Còn cái phần của con bé vẫn là cái phần bánh bông lan, phải nở bung ra như thế. Bắt con nó hát nhiều quá, hiểu không? Phải cảnh báo, vô tới đây rồi phải cảnh báo, làm cho cô suy nghĩ hết sức. Thôi, cứ để thời gian cho cô Hương suy nghĩ đi. Mình nghe tiếp ý kiến của cô Đoan Trang. Đúng như là cô Việt Hương nói là phần hát của con hôm nay là chưa tốt lắm. Bởi vì mấy cái bài này rất là khó. Hát phải có những cái trúc trắc đi lên đi xuống. Một thương tóc xòa ngang vai hai ơ. Tuy nhiên cái tạo hình của con hôm nay quá đẹp. Từ cái mái tóc của con tới cái mứng, tới những cái bộ trang phục của con nhìn rất là tao nhã. Nó rất là đài cát của một cô gái Huế. Đẹp, ôi cháu đẹp quá. Cảm ơn cô Đoan Trang, xin ý kiến từ cô Thanh Hằng ạ. Bước ra sân khấu con điềm đạm, con dịu dàng. Gương mặt và cái hình thể của con đều giống cô hết à? Trời ơi. Giống chỗ nào vậy cô Hằng? Đức
hạnh, cái đoan trang, cái gì thì mỹ dịu dàng từ lâu rồi. Những cái số mà đầu tiên cho đến bây giờ lòng cô luôn luôn lúc nào cũng ao ước. Cô xin được phép làm một người mẹ đỡ đầu cho con có được hay không á? Cái điều đó cô may rất quá, quý. May quá chị Hằng nói câu đó, em cứ sợ chị Hằng nói câu cô xin phép mẹ cha con nhận cô làm con nuôi luôn cho giống hai chị em. Dạ cảm ơn các cô chú. Giờ con muốn nghe điểm số của hai cô chú nào. Mời cô Đoan Trang trước nè. 9,75. 9,75. Rồi ai nữa con? Nghe điểm số chú đi. Hả? Chú Quang Lê đi. Cô Việt Hương. Cô Việt Hương. Con có cái khả năng khủng khiếp là nói hơn cô ha. Cho nên cô phải muốn giống như là con là truyền nhân vậy đó. Cho nên là phải có cảnh tỉnh. 9,5. 9,5 điểm. Rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm ha thầy Quốc Đại ha. Xe cuối cùng vừa đưa theo lối sông phía cách quan xa trường, quân với quân lên đường hàng cứ theo chân dồn ngoài sân non cuối thôn vất vả ngầm vui bay. Qua thiên san kia sang rồi đi tiến binh ngoài ngàn, người đi ngoài vân lý quan san, người đứng chờ trong bóng cô đơn. Bên Man Khê của tung gió bụi mịt mùng, bên Tiêu Tương của thương tiếc nơi nhìn chung, người không rời khỏi kiếp gian nan, người bên thành tương đơn. Chưa về hay
trường. Có ai xuôi vạn lý nhắn đôi câu dẫm nàng, lấy cây hương thật quý thắp lên thương tiếng trường. Thời gian có mấy khi sẽ đêm đến trà đúng kỳ, nhưng người mang mệnh biệt ly. Quá nhiều tiết tấu, sự hào hùng ở trong bài hát này. Và chờ đợi xem là cảm xúc của ban giám khảo ngày hôm nay như thế nào nhé. Xin được mời giám khảo Đoan Trang ạ. Cô rất là quý cái sự cố gắng của hai đứa con. Mình làm một cái gì đó khác biệt thì cũng luôn luôn là một cái sự mong chờ của bao nhiêu người. Nhưng mà cái khác biệt đó nó có thật sự là phù hợp với mình hay không cũng là cái để cho mình phải cân nhắc nha con. Cái bài này là một cái bài rất là hào hùng đúng không con? Nó phải có tiếng trống, nó phải có nguyên một cái dàn hợp xướng, nó phải có tất cả những cái gì đó nó hỗ trợ. Mà bây giờ chỉ có hai đứa con thôi, cho nên
nên nó nhìn chung á, phần nghe nó hơi lỏng. Nó lỏng ở cái chỗ là Đức Vĩnh con đang vỡ giọng, cho nên giọng của con không có lợi thế ở những nốt cao. Thì với bài này á, các chú cũng đã lách cho con tránh những cái tông quá cao. Tuy nhiên để mà giữ cái độ an toàn cho tụi con á, thì bài nó bị trì quá. Còn với Quỳnh Anh thì cái những cái phần hát của con ngày hôm nay thì lại rất là thành công. Con hát những cái trữ tình nhưng mà có những cái luyến lấy của dân ca vào, có những cái âm hưởng nó rất là ngọt, và tất cả những cái nhã chữ của con hoàn toàn rất là đẹp. Đó là những cái gì mà cô góp ý cho hai đứa con thôi. Cảm ơn cô. Và tiếp nối xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam. Đây là cái tiết mục mà có rất nhiều cô chú, những giọng ca rất là kỳ cựu thể hiện, và cũng phải cần có một cái bản lãnh nhất định trên sân khấu mới có thể gọi là đi hết được cái bài hát này. Hôm nay thì chú có cảm tình nhiều hơn dành cho Quỳnh Anh, bởi vì cái giọng hát của Quỳnh Anh nó nhẹ nhàng, chú nghe chú có cảm giác giống như là chú có thể tưởng tượng được là những cái làn mưa hay là những cái cơn gió là lạnh thấu xương, và nó đang len vào trong cái tâm hồn của cái người mẹ, nghe rất là thương cảm. Chú nghĩ rằng Quỳnh Anh hôm nay đã trưởng thành hơn những cái vòng thi trước, và điều đó cũng làm cho chú rất là mừng. Hai con đã dám bạo gan trình diễn tiết mục này để thổi hồn cái tình yêu dân tộc, tình yêu những cái quá khứ vàng son của Việt Nam mình đến với khán giả khắp nơi. Chúc mừng hai con. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Đó, chú Nam nói là tụi con gan dữ lắm mới chọn bài này hát, cho nên tụi con phải tự tin. Một tráo tay cho Đức Vĩnh và cả Quỳnh Anh nữa. Nhà là nơi ta ra đời, là nơi dạy ta nên người. Mọi buồn vui trên đời chính là nhà. Nhà là năm tháng tuyệt vời, dù được đời cùng biết bao xa vời, dù đi đâu quay trở về. Một mùa xuân lại về đến trên khắp thôn quê, mà đàn con thì vẫn cứ ở nơi nào đây. Mẹ lặng thinh vì mẹ biết các con còn những đam mê. Ôi bao nhiêu cái Tết tuổi thơ đã xa rồi. Gia đình luôn là nơi bình yên nhất, ai đi đâu cũng muốn trở về. Nơi mẹ ru ngày thơ đưa con vào với giấc mơ. Bước trên đường để nhiều khi là bước đi muôn hương, thì mẹ vẫn ở đây mở rộng vòng tay. Cả tuổi xuân của mẹ là các con, rồi tuổi xuân của con mẹ ngóng trông. Đang nghe từ mùa xuân cánh én bay về rồi, nhưng chẳng thấy cả con về bên. Cả tuổi xuân của mẹ là các con, rồi tuổi xuân của con mẹ ngóng trông. Còn mong những chuyến xe mang về vui cùng đàn con xa, trở về đón xuân đoàn viên. Alo. Dạ alo, mẹ khỏe không mẹ? Minh hả con? Dạ. Mẹ khỏe. Tết này á, tụi con có về ăn Tết với mẹ không? Dạ Tết này tụi con bận nhiều việc lắm mẹ ơi, con không về được nghe thầy mẹ. Thôi con cúp máy nha. Tụi mình cùng xách ba lô lên trở về, để tặng cho mẹ một niềm thật bất ngờ nha ha. Ok, let's go. Đi thôi. Vì tôi đang về quê, chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người đợi chờ tôi, nhớ tôi và mong ngóng tôi, thế nên phải mau về thôi. Mùa xuân ngoài kia nở ngập tràn hoa. Ngồi như giờ trên xe, tôi ngắm nhìn mọi người xung quanh, đều bồi hồi rất muốn nhanh về đến nhà. Nhớ những gì một năm đã qua, từng chặng đường đã xa, kỷ niệm buồn lớn vui ta từng trải qua. Lô 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 trừ
chuyện của mình trong nắng. Tôi muốn kể hơn bao giờ hết, kể rằng mình đã sống yêu đơn thế nào. Không chuyện nào bằng được chuyến đi về nhà cùng gia đình, lòng rồi dàn biết bao đi để trở về. Ta sẽ là những người trải qua biết bao nhiêu khó khăn, trên là nàng thuyền qua cơn sóng không khí thật trong lành. Một năm vừa qua bố mẹ nơi xứ lạ dù vất vả nhưng cũng không biết là đâu đó ở quê nhà. Nhà mẹ vẫn chờ mong và trông ngóng tin bố con trở về. Từ nhiều thứ buồn bề những thứ vắng nghe nên là một điều không thể. Nên tiếp cho con thức sức mạnh là thứ năng lực thật trẻ trẻ, nên con sẽ luôn trở về vì gia đình không gì là không thể. Đời như cuộc phiêu du nhưng chuyện mà ta mong đợi nhất chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao. Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta, không thể chờ nữa đâu, ta phải về thôi. Mẹ đời như cuộc phiêu du nhưng chuyện mà ta mong đợi nhất chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao. Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta, không thể chờ nữa đâu, ta phải trở về. Lòng rộn ràng biết bao đi để trở về. Vì qua đã bạn thấy con trở về đoàn viên. Hai cái đứa này vậy mà nói không về. Mẹ, mẹ ơi, con cũng vậy luôn nè mẹ. Sao mẹ khóc vậy, mẹ đừng khóc nữa. Hôm nay hai đứa con của mẹ diễn rất là đáng yêu và dễ thương. Cảm ơn mẹ rất là nhiều nha. Một tràng hỗ tay cho Vũ Đoàn Power. Giám khảo Hoàng Nhật Nam có cảm xúc gì ạ? Xin mời anh. Cho chú hỏi là hai cái đôi giày mà có đèn đó là hai đứa mua ở đâu đó? Trong mùa flash sale vừa qua thì đây là một trong những món con đã săn được. Là hai tụi con rủ nhau cùng mua luôn á hả? Dạ. Tông xuyệt tông thấy ghê không? Văn Minh có cho chú Nam mượn để chú Nam đi ăn tiệc cái đôi đó không vậy? Dạ cho chứ. Con phải hỏi chú Nam là có dám mang không? Đôi giày này dễ thương lắm. Chú bật mí là hồi nhỏ chú với em gái của chú có đôi tương tự vậy. Mình đi là nó nháy. Có kêu tiếng không chú Nam? Không, nó không cái đó là của mấy bạn nhỏ hơn chị. Cũng biết làm xíu à. Đó mà nó xanh đỏ tím vàng lắm. Cái bài này rất là dễ thương và chú rất là thích cái câu chuyện tụi con đã kể. Cảm thấy sướng nhất là trên cái chuyến xe để trở về á, nó thể hiện một cái sự háo hức cả trong lời hát, trong cách diễn của tụi con. Và sau đó thì tụi con về gặp mẹ nó mới vỡ òa lên trong một cái khung cảnh rất là xúc động. Đó, và cái bài này hay là có rất nhiều tính cách của hai đứa con ở trong đó luôn. Cái sự tinh nghịch hồn nhiên của hai đứa và những cái phần khác là cái phần sâu sắc ở trong hai đứa con. Bỏ nhỏ rồi bè cho nhau, rất là tình cảm. Lúc đó tất cả âm nhạc lắng hết và nhường chỗ cho cái giọng hát. Chú rất thích cái bản phối này. Dạ con cảm ơn chú. Dạ, chị Trang có đồng cảm với điều này không ạ? Xin mời chị. Công nhận cái cô đóng vai mẹ đó hay ghê á. Những cái giọt nước mắt cuối cùng thôi mà cũng làm cho các cô chú ở đây ngồi cũng chảy nước mắt luôn. Đó là những cái giọt nước mắt hạnh phúc. Mùa xuân là có rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Có những cái cảm xúc nó khó tả lắm. Nó đông đầy lắm. Nó rất là sâu lắng nữa. Cho nên các con được nhìn thấy tất cả những cái cảm xúc đó về mùa xuân, để cho mình lớn lên nó đầy đủ hơn trong cái tâm hồn của mình. Tuy nhiên á, có những cái khúc mà gần đi về ao á, vì tụi con cao trào lên quá, sung quá, cho nên hôm nay là Ngọc Dầu hát có những cái đoạn nó hơi bị lệch ra chút xíu mà hợp âm, kiểm soát cho giọng hát một cách tốt nhất nha con. Chúc mừng hai đứa con. Dạ con cảm ơn cô. Trong bài hát thì mình nên kiểm soát lại một tí xíu đúng không cô Trang? Đó, bây giờ mình nói cảm ơn cô nhẹ nè, 2, 3. Dạ con cảm ơn cô. Bè được không? Bè được không? Bè thử coi. Dạ con cảm ơn cô. Dạ mời cô Tú My ạ. Ban đầu á thì hai đứa con ra, trong đầu cô lúc đó nghĩ đó là chắc tụi con sẽ đem đến một cái tiết mục sôi động, tươi vui. Tuy nhiên rằng khi mà tụi con vô mở màn á thì cô lại bất ngờ là một cái câu chuyện rất là xúc động. Tụi con rất là nghiêm túc đầu tư về trang phục cũng như là cái tư duy xử lý bài hát. Trong cái bài của tụi con á có 3 bài mashup với nhau, trải qua từng cái cung bậc cảm xúc. Thì cô rất là thích cái cách mà tụi con đẩy cái cảm xúc từng bài. Nó theo cái câu chuyện. Ban đầu nó nhẹ nhàng, cái cung bậc cảm xúc bài hát nó lên từ từ và
cái kết tụi con làm cho khán giả phải vỡ òa. Và hôm nay thì Tú My cảm thấy mình rất là may mắn bởi vì xuất hiện ở tập này là ở chỗ là không loại tụi con, bốn tiết mục nào cũng xuất sắc hết, nên là hôm nay cô thấy rất là hạnh phúc. Chúc mừng tụi con. Chúc mừng cô mới đúng á. Đúng thiệt là như vậy, cả bốn cặp đôi ở trong tập này rất là xứng đáng để nhận được những điểm số cao. Một ra hố tay nữa cho Văn Minh và Ngọc Dâm. Chiều mưa có một người con gái nhớ quê xa phơi vợi, dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi, tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng, tóc gió thôi bay những ngày thơ. Tình em đó hồng lặng lẽ tháng ngày bên vừa, tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền trôi, tình em như gió khao, tình em như sóng xô giặt trôi đến bên bờ con người mong nhớ. Xa nhau đó dừa vẫn cài trên mái tóc, tóc gió thôi bay những chiều mưa. Mùa này chiều không buông nỡ, vo vơ nghiêng nghiêng cành cây khô, con cóc liêu xiêu một câu thơ, vụt tới tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi vai, hơi ấm chào em hơn ngày, tưởng như còn thấy. Đêm nào lạnh đôi vai, hơi ấm chào em tuổi. Và một tràng hoa tay lớn thật lớn cho Đức Vịnh và Quyên Anh. Thật sự là chú thán phục tụi con đó. Tụi con đã làm một cái điều mà bây giờ ba giám khảo lại khó khăn nữa trong nhận xét của mình. Xin mời giám khảo Hoa Nhật Nam. Chú nghi hai đứa hát nhép quá. Dạ cái này không thể nào hát nhép được. Chú Hoàng Nhật Nam ơi,
không bao giờ hát nhép mà có được một cảm xúc như vậy trong cái câu hát, trong cái cách thể hiện, trong gương mặt như vậy. Hai đứa con quá thông minh. Trang là người bàng hoàng nhất. Bởi vì ngày hôm nay đến với chương trình, mình không nghĩ là mình đang ngồi ở một chương trình dành cho các em mà còn đang đi học. Hôm nay chương trình cặp đôi vàng nhí là tài, đúng không đợi tuổi. Trời ơi, tôi ngồi tôi nghe hát từng cái chữ xử lý mà tôi nói trời ơi cái gì vậy. Tôi đang nghe một em nhỏ hát sao mà hát khủng khiếp quá. Phải nói là hai con là hát quá khủng khiếp luôn. Bởi vì trời ơi cái cách xử lý từng cái bỏ nhỏ, từng cái ngân để mà lúc to lúc nhỏ rồi có đầy một cái hơi ở trong một cái câu cuối ngân như thế thì là phải có những cái người nghệ sĩ, người ta đã chuyên hát những cái dòng nhạc trữ tình rất lâu năm rồi, người ta mới có thể xử lý như vậy. Trang, Trang có đồng tình không là cái này là phải có thêm thái độ hát? Thái độ, đúng rồi, thái độ hát. Gọi là thái độ hát. Chính xác, phải là những người người ta đã từng trải, yeah. Không phải là chỉ luyện tập mà phải từng trải trong cuộc sống thì mới có thể hát bỏ nhỏ từng câu như thế. Trời ơi, dễ sợ quá, bái phục các con. Ghê quá, trời ơi, tôi nổi da gà, không nói được lời nào luôn. Không nói được lời nào luôn. Không phải nói lời. Không nói lời nào mà nãy giờ nói không đó cô ạ. Ý là lúc hát là mình kiểu là mình câm nín mà mình cảm thấy trời ơi cái gì vậy. Thật 11, sự 12 tuổi hát đó. Trời ơi, 11, 12 tuổi hả? Ghê chưa? Nói chung là quý vị ơi, một chạm vào tay to hơn. Dễ sợ quá, tôi nổi da gà nãy giờ. Thế không biết chú Hoàng Nhật Nam, đầu tiên chú phải khen Đức Vĩnh trước. Bởi vì sao? Đức Vĩnh hôm nay rất là đàn ông, rất là ga lăng trên sân khấu. Bởi vì sao? Con có cái kinh nghiệm, con có cái bản lĩnh sân khấu nhiều hơn Quỳnh Anh, và con đã là một cái điểm tựa rất là vững chắc cho bạn. Hôm nay con dẫn dắt Quỳnh Anh và con đẩy cho Quỳnh Anh những cái điểm di chuyển sân khấu hoặc là cái cảm xúc, cho nên là Quỳnh Anh sẽ cảm thấy là luôn luôn được một cái điểm tựa rất là vững chắc. Cho nên là Quỳnh Anh rất là thoải mái để mà có thể hát và nhớ tất cả những cái phần trong tiết mục biểu diễn vừa rồi. Chú rất là thích những cái phần của Vĩnh đó, những cái đoạn mà hát thật là cao rồi lên cao trào, xong sau đó rồi lại ngưng bặt hết và sau đó lại bỏ nhỏ rồi lại bè cho Quỳnh Anh nữa. Đó, tất cả những đoạn đó nghe rất rất là đã luôn. Còn riêng về Quỳnh Anh thì cái câu mà lặng lẽ thơ ngây cũng hạ gục chú. Cái chỗ mà lặng lẽ mà luyến hát phăng lên đó, cho nó lạ lẫm lên đó. Tình em đó hôm lặng lẽ thơ ngây bên vừa. Tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền trôi. Thì hát cái chữ đó rất là khó, chú nghĩ vậy. Nhưng mà con hát vẫn rất là mềm mại và hay. Giữa hai con thể hiện một cái sự hòa hợp. Đây là một cái bài mà nó thể hiện một cái nỗi nhớ, nhưng mà nỗi nhớ lúc thì dịu vợi, lúc thì rất là trầm tư. Nhưng mà tụi con đã thể hiện một cái cung bậc, đó là một cái nỗi nhớ ngút ngàn khắc khoải về Hà Nội hoặc là một cái miền ký ức nào đó xa thẳm. Đó thì chính cái bản phối, cái cách hòa bè của các con, cách dựng bài, nhưng mà bản thân các con cũng đã thể hiện được cái hồn hai đứa trẻ mà vẫn thể hiện một cái nỗi nhớ mà chú nghĩ rằng là phải có cái sự từng trải mới có thể thể hiện được. Thì rất là mừng với cái tiết mục vừa rồi. Yeah. Cảm ơn chú ạ. Cảm ơn chú Hoàng Nhật Nam. Còn cô Đoan Trang, với cái nhạc cảm của các con thì cô muốn chia sẻ điều gì ạ? Cô quá bất ngờ luôn. Bất ngờ ở cái sự chững chạc của tụi con qua mỗi tuần. Tụi con xử lý bài hát hay quá. Tóc gió thôi bay với lại Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Hai bài ruột của cô. Phải nói là cô rất là bồi hồi khi mà nghe các con hát. Tụi con hiểu được, tụi con nắm bắt được và tụi con hát tuyệt vời. Cô rất là khâm phục hai đứa con Đức Vĩnh, Quỳnh Anh. Cảm ơn tụi con. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Thật sự phải nói là tiết mục nào cũng gây ấn tượng cả. Đến vòng này thì các con cùng với ekip phải chơi cho tới bến, đúng không ạ? Để làm gì để chúng ta sẽ có những kỷ niệm đẹp nhất. Chú nghĩ là với cái tinh thần như thế này thì chắc chắn là khán giả sẽ yêu thương và nhớ về tụi con. Nhưng chưa biết kết quả ra sao. Ngay bây giờ chúng ta nên vỗ tay trước đã cho hai cô cậu này, Đức Vĩnh và Quỳnh Anh, đã hoàn thành xong tiết mục của mình.